Đây, cây mận trầu đây. Nó đánh những cái thuốc loằng ngoằng kia là không chết được. Cộng vào có những nhà đánh tới 50.000 một bình thuốc. Tính ra là vẫn rẻ, cái này chỉ mười mấy nghìn bình thôi. Cái này dễ là thối rồi. Mà khô đến tận dưới này để mận trầu này. Đấy. Cái này một khoảng cơn chục ngày thì cứ nhẹ hết. Mà lấy tay cứ, nếu mà dọn cỏ là cứ vơ là như người vơ rơm đấy. Không cái hãng nào mà bằng cái này. Chú dám khẳng định là sẽ là chết. Vâng. Là vì là gần năm nay là dùng cái loại này rồi là nó thế nào là mình phải biết chứ. Vâng. Đánh thằng này là cứ đến củ, cái công nó quan trọng lắm. Vâng, nó mệt. Nó làm bây giờ nó vất vả mà nó hiệu quả thì là còn được, còn nó không hiệu quả xong bắt đầu cứ tuột ra thế này xong là kêu ai được. Vâng. Để đặt hàng chính hãng, các bác có thể để lại số điện thoại phía dưới phần bình luận, nút tìm hiểu thêm góc dưới bên phải hoặc liên hệ hotline 0986 756 408 sẽ có chuyên viên bên em tư vấn.